Chào các con, cô rất vui gặp lại các con trong tiết học toán ngày hôm nay. Trước khi vào bài, cô và các con cùng khởi động qua trò chơi cánh trăm vui học nhé. Ở trước mặt các con có ba chú cánh cam. Nhiệm vụ của các con là sẽ đọc những số trên lưng chú cánh cam. Các con đã hiểu yêu cầu của trò chơi chưa nào? Bây giờ chúng ta bắt đầu với chú cánh cam số 1 nha. Bây giờ con hãy đọc to số này đi nào. Con đã đọc được chưa? Cô và con cùng đọc nhé. 59. Vậy bạn nào cho cô biết liền sau số 59 là số mấy? Con hãy trả lời đi nào. Đúng rồi, liền sau số 59 là số 60. Cô thấy các con đọc số rất là tốt nè. Bây giờ chúng ta tiếp tục đến bạn cánh cam số 2 nha. Con hãy đọc số đi nào. Chúng mình cùng đọc lại. 61. Vậy số 61 gồm mấy chục và mấy đơn vị? Đúng rồi, số 61 gồm 60 và một đơn vị. Các con đã nhớ chưa? Chúng mình cùng đến với bảng cánh cam cuối cùng nha. Con hãy đọc to số này đi nào. 65. Như vậy các con đã đọc rất là tốt những số trên lưng chú cánh cam. Cô có lời ngợi khen cả lớp chúng ta. Bây giờ chúng mình cùng nhau đọc tiếp một dãy số nữa nha. Các con hãy đọc lại dãy số đi nào. Bây giờ cô và các con cùng đọc nha. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Chúng mình cùng đọc tiếp dãy số từ 60 đến 69 nha. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Bạn nào có thể cho cô biết nè, số 64 này chúng ta còn có cách đọc nào khác? Đúng rồi, 64 hay còn gọi là 64. Như vậy, cô vừa ôm lại cho các con các số có hai chữ số từ 50 đến 69. Vậy sau 69 còn có những số nào nữa? Chúng mình cùng nhau khám phá qua bài học của ngày hôm nay. Đó là bài các số có hai chữ số tiếp theo. Đầu tiên, các con hãy cho cô biết cô có mấy bó que một chục. Đúng rồi, cô có 7 bó một chục. Tiếp tục cho cô biết cô vừa lấy mấy que tính. Đó là 2 que tính. Vậy cô có mấy chục và mấy đơn vị? Đúng rồi, cô có 7 chục và 2 đơn vị. Số 7 chục và 2 đơn vị được viết như thế nào? Con hãy nêu cách viết nào. Số 72 có 2 chữ số viết liền nhau. Chữ số 7 viết trước, chữ số 2 viết sau số 7. Con hãy đọc số đi nào.
72. Bây giờ mình đọc lại một lần nữa nha. 72. Tiếp theo các con hãy quan sát số que tính trên màn hình và cho cô biết có mấy chục và mấy đơn vị. Con hãy cho cô biết đi nào. Đúng rồi, có 80 và 4 đơn vị. Bây giờ các con hãy viết số tương ứng với số que tính con vừa quan sát đi. Các con đã viết được chưa? Các con hãy nhìn cách viết số của cô và xem mình đã viết đúng chưa nhé. Như vậy, con hãy xem mình đã viết đúng giống như cô chưa? Cô khen những bạn nào vừa viết đúng giống cô. Cô nhắc lại cách viết số 84. 84 được viết như sau. Số 8 viết trước. Số 4 viết sau số 8. Bây giờ con hãy đọc số này đi nào. 84. Thế số 84 này mình còn có cách đọc nào khác? Các con hãy nhớ lại bài trước và đọc cho cô xem nào. Đúng rồi, mình đọc như sau. 84. Như vậy số 84 này có hai cách đọc. Các con hãy ghi nhớ nhé. Tiếp theo con hãy quan sát cô có mấy bó que tính một chục và mấy que tính rời đây. Đúng rồi, cô có 9 bó một chục và 5 que tính rời. Như vậy, cô có 90 và 5 đơn vị. Bây giờ, các con hãy tự viết số và đọc số đó đi nào. Các con đã viết số và đọc số chưa? Bây giờ cô sẽ viết số. Cô đọc 95. Các con đã làm đúng chưa? Bây giờ con hãy đọc lại nha. 95. Chúng ta sẽ đọc lại cả 3 số. 72, 84, 95. Vậy các con vừa đọc được các số có mấy chữ số? Đúng rồi, chúng ta vừa đọc được, vừa hình thành được các số có hai chữ số. Đó là số 72, 84 và 95. Bây giờ chúng mình cùng đọc tiếp những số có hai chữ số sau số 70 nhé. Đầu tiên cô có số 70, liền sau số 70 là 71. Tiếp tục 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Cô đố các con, liền sau số 79 là số mấy? Đúng rồi, đó là số 80. Tiếp tục nào. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Các con lưu ý cho cô, số 84 mình còn đọc là bao nhiêu? Mình còn gọi là 85. Vậy liền sau số 89 này là số mấy nào? Đó là số 90. Tiếp tục nào. 91, 92, 93, 94, 95,
96, 97, 98, 99. Như vậy, chúng ta vừa khám phá được những số có hai chữ số còn lại rồi, đúng không nào? Đó là từ số 70 cho đến số 99. Để giúp các con đọc, viết các số có hai chữ số thành thạo, thì cô có một phiếu bài tập sau đây, các con hãy quan sát. Phiếu bài tập của chúng ta, bài 1 yêu cầu viết số theo mẫu, các con hãy quan sát mẫu. 70 thì chúng ta sẽ viết số 70. Tương tự các con hãy đọc số, sau đó viết số nhé. Chuyển sang bài tập số 2, yêu cầu của bài tập số 2 là viết số thích hợp vào ô trống. Đây là những dãy số và có những cái ô trống này. Nhiệm vụ của các con là đọc các số, sau đó mình sẽ điền những số còn thiếu vào ô trống này. Các con đã hiểu yêu cầu chưa nào? Tiếp tục chuyển sang bài tập số 3, đó là viết theo mẫu. Mẫu ở câu A, số 89 gồm 80 và 9 đơn vị. Nhiệm vụ của các con sẽ điền số chục và số đơn vị vào đây nha. Qua bài tập số 4 là hình vẽ bên dưới có chấm 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 viên kẹo. Trong số đó có chấm 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 chục và chấm chấm đơn vị. Nhiệm vụ của các con là sẽ quan sát cái hình sau đây và điền số thích hợp vào đây. Các con đã hiểu yêu cầu chưa nào? Như vậy, cô vừa hướng dẫn cho các con những các số có hai chữ số còn lại. Nhiệm vụ của các con là hoàn thành phiếu bài tập, sau đó nhờ ba mẹ kiểm tra rồi và gửi cho cô giáo của mình qua Zalo nha. Nhớ lưu lại phiếu bài tập nha các con. Như vậy là bài học của ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Cô thân ái chào các con, hẹn gặp các con vào tiết học sau nhé. Chào tạm biệt các con.